Cái năm mà các bạn nhiều công trình ấy đúng không, hoặc sau Vâng. này cũng thế, nhiều công trình thì sẽ có những cái doanh thu em hạch toán năm 113 rồi nhưng mà quên chọn công trình Vâng. nha, thì nó sẽ không lên được cái báo cáo lãi lỗ khi nghiệm thu này đâu, thì đó thì Vâng. mình sẽ đối chiếu thì sẽ thấy lệch thôi. Em hiểu chỗ này không? Tức là cái doanh thu của từng công trình là đây nhá, là theo cái nghiệm thu, nhưng mà nhìn cái số tổng này 21.43.200 này đó, em sẽ đối chiếu cho chị với tài khoản 513 trên bảng các đứa tài khoản nữa, tại vì chị thấy nhiều trường hợp là ví dụ như trên nghiệm thu công trình là một số khác nhưng mà cái doanh thu là một số khác, thì là ví dụ như cái theo hạch toán của em là 2,5 tỷ đi, mà trên nghiệm thu công trình của em có 2,1 tỷ thì chứng tỏ cái 400 kia của em chưa chọn công trình. Ở đây trong năm 2022 của em là có 3 công trình thôi, nhưng mà lỡ may có những cái năm mà các bạn nhiều công trình ý đúng không, hoặc sau này cũng thế, nhiều công trình thì sẽ có những cái doanh thu em hạch toán năm 113 rồi nhưng mà quên chọn công trình nha, thì nó sẽ không lên được cái báo cáo lãi lỗ khi nghiệm thu này đâu, thì đó thì mình sẽ đối chiếu thì sẽ thấy lệch thôi, lệch thì mình phải tìm tìm lại. Còn như này của mình đây là khớp rồi, đấy là ý thứ nhất là mình đối chiếu doanh thu em ghi vào vở xong chưa. Ừ, ý thứ hai cái hạch toán nợ 632 có 154 này, em hiểu chưa nhỉ? Em hiểu ạ. Còn cái Cái chỗ chữ mà giá trị mà nghiệm thu này, giá trị nghiệm thu em ghi cho chị nhá, cột giá trị nghiệm thu đây là cái cột thể hiện toàn bộ chi phí liên quan đến mỗi công trình hoặc là đã được tập hợp cho từng công trình, xong em mở ngoặc ra là bao gồm chi phí trực tiếp cộng với chi phí chung nếu có được phân bổ, là bao gồm chi phí trực tiếp này cộng với chi phí chung sau khi đã được phân bổ. Như vậy là cái giá trị nghiệm thu này của mình đã bao gồm toàn bộ chi phí đấy để cấu thành cái giá vốn giá thành em này. Đó, em hiểu chỗ này chưa? Nhìn sơ bộ nhá. Đến đây em có thể nhìn sơ bộ được rồi cái phần chênh lệch giữa doanh thu và giá vốn luôn. Ví dụ chỗ này doanh thu là 43 triệu 200, cái giá vốn của em là cái hổ hóa đơn số 3 này là 40 triệu. Thì về nguyên tắc là em nên để lãi một tí, nên để cho nó lãi một tí em nhé. Thứ nhất mình không nên để lỗ là rất là gây thiện cảm không tốt đối với cơ quan thuế. Mà lỗ là thường sẽ bị loại cái phần chênh lệch lỗ đấy, loại chi phí hợp lý á. Ừ, thuế nó không cho đâu. Nên tốt nhất là nên để lãi một ít, nhiều nếu mà mình để lãi nhiều thì mình sẽ phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp nhiều, nhưng mà nếu mà em để lãi một ít thì cũng nộp con số ít thôi đúng không, thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến doanh nghiệp mình, thế lại được lợi cho mình sau này. Còn ví dụ như chỗ này nhá, 1 tỷ 239 là cái dịch vụ hóa đơn số 1 mà em lên chi phí ở 1 tỷ 385 rồi, thế này là kỳ tí nó kiểu xem báo cáo lãi lỗ kiểu gì cũng sẽ bị lỗ. Tất nhiên là đây mình mới tính tính nhẩm thôi, tí nó sẽ có báo cáo lãi lỗ rõ ràng nhé, âm bao nhiêu lỗ lãi bao nhiêu đấy. Còn cái này là 861, cái này 680 cũng có lãi một ít rồi là được này. Em muốn tăng giảm nữa cụ thể con số cụ thể ra thì em cứ tạm thời nhấn cất cái này, chị cho vào xem báo cáo lãi lỗ nhé của từng công trình nhé. Rồi chỗ này nhấn dép bình thường này, cái hạch toán bên có 154 không cần phải chọn khoản chi phí em nhé, đúng nhờ. Ừ, rồi vậy đóng lại nhé, muốn xem lại danh sách đây thì em sẽ vào phần giá thành nghiệm thu, giả sử như tí nữa em có sửa sau khi tính giá thành xong ấy, mình cân đối chi phí lại thì em có sửa chi phí thì em sẽ sửa phải sửa lại cái giá thành này, đặc biệt là cái phần nghiệm thu nhá. Nghiệm thu đang nghiệm thu số cũ này, đúng không? Đó, thì có thể là mình sửa thì mình sẽ ấy lại cái nghiệm thu này cho chị cho nó nhảy lại số liệu mới. Thế ngoài ra nếu mà ảnh hưởng đến chi phí chung thì em cũng phân bổ lại, chi phí trực tiếp thì cũng vào lại. Còn cái nghiệm thu này nếu mà sửa chắc chắn là phải vào lại rồi. Bây Cứ giờ xóa đi xong là lại thôi. đúng không? Thế ví dụ như mình đang làm rồi mà lại ra số cũ rồi mà mình muốn phát hiện sai sót, nhập thêm nhập thiếu gì đấy, đấy sửa lại cái mua vào bán ra thì phải xóa cái tờ khai cũ đi đi, đúng không? Ừ, rồi bây giờ để vào xem được lãi lỗ con số cụ thể mà lúc nãy mà mình nhẩm nhẩm ấy thì em sẽ vào đây báo cáo giá thành cho chị nhé, xem chị báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo công trình đây, đó là con số cụ thể luôn, phần mềm tính toán luôn cho mình để mình có cái phương án tăng giảm chi phí. Rồi em tích vào đây đi, rồi sẽ đánh năm 21 cho chị này, xong rồi tích vào ba công trình này rồi. Hai hai cái gì nhỉ? À, năm 22 mình đang làm lại báo cáo 22 đúng không, tại vì hiện tại chị cũng đang hướng dẫn mấy bạn làm năm 21 đôi khi hơi nhầm. Rồi kéo sang phải đi em, doanh thu nó đã cập nhật hết rồi này, chi phí giá vốn là cập nhật hết theo như cái nghiệm thu lúc nãy thôi, chẳng qua đến đây là nó có công thức rõ ràng nó tính cho mình. Ví dụ hóa đơn số 3 là lãi 3,2 triệu, hóa đơn số 1 lãi 180 triệu, tỷ lệ tương ứng ở đây nhá, hóa đơn số 2 thì đang bị lỗ 146 triệu, lỗ thì tỷ lệ lãi là bằng không thôi, thì cái phần lãi lỗ này sẽ bằng doanh thu trừ đi giá vốn, được chưa? Nếu doanh thu lớn hơn giá vốn là nó lãi, còn doanh thu đang bé hơn giá vốn là nó bị lỗ. Cái này thì cái còn cái tỷ lệ ở bên này thì nó sẽ lấy cái phần lãi này mà chia cho tổng doanh thu nhá. Thì mình nhìn vào đây là lấy số tỷ lệ tỷ suất lợi nhuận thì sẽ bằng cái số lãi chia cho tổng doanh thu xong nhân 100%. Thì chỗ này của em đang lãi 7,4 triệu là cũng được hợp lý rồi này. À, 7,4% ấy. Thì còn cái này là đang Cái lãi 20%. lãi cái số này thì lãi tầm bao nhiêu là đẹp rồi? Đẹp thì thực ra mà bảo con số mà gọi là ấy thì nó không có con số nào là đẹp cả nhá, gọi là hợp lý thôi, hợp lý với doanh nghiệp mình nhá nhá,
lấy về doanh nghiệp mình nhiều khi sẽ cùng một cái con số doanh thu chi phí đấy nhỉ, doanh thu đấy, nhưng mà có sếp có công ty có kế toán thì người ta ấn định là lãi 5%, có công ty người ta chỉ cho lãi 1-2% thôi kiểu thế, có công ty thì 5-7% nhá, có công ty thậm chí có công ty vẫn để lỗ, nhưng mà lỗ thì chắc chắn là sẽ bị loại rồi. Tức là riêng cái hoạt động chính của doanh nghiệp mình là em phải để lãi, tí nữa còn bù chi phí quản lý, chi phí bán hàng vào thì có thể lỗ, nếu mà chi phí của hợp lý của mình thì là chi phí hợp lý thì không sao, nhưng riêng cái hoạt động chính sản xuất kinh doanh chính của mình là phải để lãi một tí. Lãi bao nhiêu đấy thì tùy doanh nghiệp và kế toán sếp ấn định vào nhá. Thì thường em thấy kế toán làm thì hay phải hỏi ý kiến sếp là xem phải đóng khoảng bao nhiêu tiền thuế để mình tự ấn định thôi. Ở đây mới chỉ là riêng cái hoạt động vận tải của mình thôi nhá. Tí nữa chị sẽ cho vào kết chuyển lãi lỗ của toàn doanh nghiệp xem thế nào. Em hiểu chị không? Nhưng mà theo chị chỗ này 7% mà nó, tại vì 7% nhưng mà nó lãi cũng có 3 triệu 2 thôi, tùy thuộc vào cái doanh thu này. Nhưng có những cái trường hợp mà lãi 2-3% thôi, 2-3% thôi, nhưng mà số tiền nó lớn, tại vì doanh thu nó lớn. Thì em có thể đẩy lại số tiền lớn, em có thể đẩy tỷ suất nó giảm một tí nhá. Nhưng phải căn cứ tỷ suất rồi còn phải căn cứ vào số tiền nữa, số tiền mình muốn ấn định nữa. Còn cái chỗ lỗ này ấy, thì em sẽ ta giảm chi phí cho chị nhá, cái phần nhân công ấy em có thể giảm bớt đi, tiền lương ấy nhá, tiền lương của nhân công lái xe em có thể giảm bớt đi, bởi vì mình đang làm hồ sơ về nhân viên thời vụ lao động ngắn hạn ấy. Đó, có nghĩa là 180 triệu, nếu mà đối với doanh thu là 800 mấy triệu mà lãi 680 triệu thì cũng hơi hơi cao đúng không, vẫn hơi cao một chút. Đây ví dụ như là doanh thu là 860, giá vốn là 680 thì cũng hơi cao, em để khoảng tầm lãi khoảng tầm dưới 100 triệu thôi nhá. Đó thì em sẽ giảm chi phí tiền ấy xuống. Thực ra mà như này, tại vì tiền nhân công là mình làm chung xong rồi mình phân bổ, thì em giảm giảm đồng loạt xuống thì tí nó phân bổ ra thì những cái này nó đều giảm. Hóa đơn số 1, số 2 này, nhân công lái xe ấy, bởi vì họ liên quan đến vận chuyển. Còn cái này là dịch vụ khai báo hải, cái số 3 là dịch vụ khai báo hải quan thì mình cố định thì không ảnh hưởng gì đúng không, không ảnh hưởng gì đến chỗ nhân viên lái xe kia. Em hiểu chị chỗ này không? Tí nữa mình giảm ví dụ như là cái nhân viên, em phân bổ chi phí chung lại là cái lãi này sẽ giảm xuống này, hai cả à, hai cái lãi này sẽ tăng lên, đúng rồi, lãi này sẽ cái này sẽ tăng hết lên, đúng rồi, tăng hết lên. Thế thì cái nào nó để giảm được cái riêng cái này nó giảm xuống rồi không? Không riêng được. Nếu mà trong trường hợp riêng á thì sẽ có cách là em phải tự chỉnh chi phí, tự chỉnh cái tỷ lệ phần trăm. Ví dụ chỗ này nhá. Đây, nếu mà giả sử như em thấy con số này, đây nha, chị quay lại chỗ này một tí. Ý của em là chỉ có hóa đơn số 2 giảm thôi, còn hóa đơn số 1 là giữ nguyên hoặc là giảm ít thôi đúng không? Vâng, vì em thấy cái nó lỗ nhiều quá, cái lãi nhiều quá. Ở đây, ví dụ chỗ thực ra nhìn vào thì tổng lãi của em có 36 triệu thôi nhá. Đấy thì đấy là cái phương án, nãy là phương án thứ nhất. Sang phương án thứ hai, nếu em thấy con số tổng là cũng hợp lý rồi thì em có thể điều chỉnh ở chỗ này cho chị này, báo cáo giá thành, quy trình, công trình, chỗ phân bổ chi phí chung này. Đấy, đây là cách thứ hai, mình vào lại phân bổ chi phí chung thôi. Lúc nãy là mình để cái tỷ lệ, mình phân bổ theo tiêu thức là doanh thu, mình nhấn phân bổ thì nó sẽ tự động lấy tỷ lệ này đúng không, nhưng bây giờ mình không theo phần mềm nữa, mình sẽ không phân bổ theo doanh thu nữa, mà doanh thu cái tỷ lệ này mình tự cho, tự ấn định cho nó. Em hiểu chị không? Ví dụ như bây giờ thêm 59 triệu, 59-41 mình có thể thay vào đó là 50-50 hoặc là 40-60, ví dụ như thế chẳng hạn. Hiểu không? Làm sao cho tí nữa ra con số mà mình hợp lý ra được đúng không? Ví dụ chỗ này đang 212 đó, em ví dụ như em thấy nó cao quá em có thể đẩy đảo ngược cho nhau hoặc là tăng giảm xuống cái này xuống này đúng không? Ví dụ chỗ này là 40 thì chỗ này phải là 60, làm sao cho tổng hai chỗ công trình này là 100 là được. Em hiểu chị không? Em hiểu rồi, em đi rồi. Xong rồi phân bổ cái này lại nhá, nhấn cất thôi chứ không nhấn phân bổ này lại nữa đâu nhá. Tức là mình ví dụ chỗ này chị để này 60 này, giờ chị để 35 đi, thử thôi nhá, 35 này đúng không? Thì chỗ này phải là 65, tổng là 100 mà. Thì bên này cũng thế, 35. Tất nhiên là không ai bắt là phải sửa cả ba mục này, mà mình có thể sửa 1, 2 hoặc 3 mục thôi. Cái đấy tùy theo chi phí mà em muốn tăng giảm là bao nhiêu nhá. Hiểu chị không? Đây là chị đang sửa cho em đồng loạt, ví dụ thôi nhá. Chứ về nhà thì khi nào mình cân đối mình có thể sửa cái nhân công mà không sửa khấu hao cũng được, kiểu thế nhá. Sau đó thì em nhấn cất xong á thì nhớ xóa nghiệm thu đi để nghiệm thu lại nhá. Được rồi, giờ em cất nhá.